Ngày xưa hay có cái kiểu mà yêu ví dụ mà tròn một tháng ấy là được là kiểu kiểu hai bên nói chuyện với nhau ấy, không yêu thì làm bạn hi hi. Ui em ơi, anh mà mai sau anh yêu ai nhá, bất kể người yêu cũ nhá, cắt hết để bạn mày chặn từ điện thoại, chặn chặn tất tần tật, chả có bạn bè đéo gì hết. Ông bà bị điên mà giờ này bạn mày yêu xong lại cái bạn bè thì buồn buồn nhau để ra đi đi phịch nhau à? Chả bạn bè đéo hết. Tôi mà có người yêu cũ nhá, chặn người yêu cũ. Tôi mà có người yêu bây giờ nhá, tất cả những cái gì của người yêu cũ chặn bằng hết, số điện thoại, Zalo, cắt căn mạng mày đứt luôn, chả có bạn bè đéo gì hết. Đi mẹ mày tôi mới yêu ai mai sau mà phát hiện ra mà nói chuyện người yêu cũ nhá, bố mày chia tay ly dị luôn, vì bố bót con mẹ mày Facebook, bố chạy quảng cáo đó, mày đéo lấy được chồng đéo yêu ai hết luôn, nhờ chả bạn bè đéo hết, ly biệt hết luôn. Ngày xưa hay yêu cái kiểu mà cứ kiểu là mấy bà mà kiểu chóc cú ấy. Ôi ôi chồng ơi, mới yêu mà như này vợ thấy hơi nhanh, mà những cái gì nhanh thì mọi người bảo không bền. Hay có kiểu tầm một tháng ấy, cứ tầm 30 ngày, yêu được 30 ngày ấy thì vợ à, thế trong một tháng kia vợ có thấy, ngày xưa gọi kiểu vợ chồng mà bây giờ gọi vợ chồng thì hơi ngại ngại. Vợ à, vợ có thấy chồng trong một tháng này chồng với vợ yêu nhau thế nào không, chồng quan tâm vợ thế này thế lọ, chồng yêu vợ nhiều lắm, mãi bên nhau vợ, chồng mãi yêu vợ như ngày đầu tiên ấy. Ủa, ngày xưa nó nhiều cái câu lụy tình, nó nhiều cái câu mà kiểu tình yêu nó hay lắm em ạ. À mọi người ạ, nhiều nhiều câu nó hay lắm, nhiều câu nó hay lắm em ạ. Đấy thì cứ đến 30 ngày đấy, và việc mà đến cái thời gian mà kiểu mà tròn một tháng yêu nhau nhá, mà đến cái ngày mà kiểu là bà kia bà cho kiểu gọi là cho mình nhìn mận đấy, cho kiểu vỉa phát đấy, cho kiểu vào việc luôn đấy. Trời ơi, đón từ ở nhà nhá, ngày xưa tôi đón bà đấy nhá, tôi đón từ từ ở nhà nhá, vừa mới đón mà lên ôm thôi để đi 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 vào kia để vỉa một phát ấy, đi mẹ mày, mày giái nhá, cứng từ lúc đi, giái nhá, cứng từ lúc đón đi đến đoạn nhà nghỉ luôn, nó đeo xuống đấy. Đợt đấy mình trẻ mà, đợt đấy đã biết kích thích gì đâu, cùng lắm chỉ hút một hai hơi cỏ thôi. Ui ôi, cứng nhá, con hàng chiến đấu cứng cứng đơ luôn, đi mẹ mày. Xong rồi kia kiểu có con hàng chiến đấu mục tiêu số 4, cách số 4 phân mà nó cứng lên là cách 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 xịt, thi thoảng cứ phải cầm cậy cậy kiểu lách lách ấy. Ngày xưa thì có biết giáo gì về kiểu ngoắc lông với cả tạo bikini đâu, lông thì toàn nguyên thủy vãi lồn. Đi mẹ mày cứng lên tí vạch giá là giúp ba bốn cái đầu chim đúng chưa. À bây giờ ngày xưa các con vợ để lông chim em, ngày xưa cứ cứng lên ấy, xong đi về ấy, mẹ mày giúp ba bốn cái đầu chim luôn nhờn. Ui rồi quả đấy dựng dựng lên nhá, đi đi vào đấy nhá, dựng 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 nhớ luôn, vào cũng bỡ ngỡ lần đầu tiên đi vào nhà nghỉ nghỉ tôi trời, kể cho các con vợ nghe là kiểu lần đầu tiên đi được được phập đấy, xong lần đầu tiên vào nhà nghỉ ấy. Thì mới đầu mình vào nhà nghỉ mình cũng thấy nó không chưa có cái ghế chữ S như bây giờ đâu. Ngày xưa vào nhà nghỉ thì trông nó cứ kiểu nó giường thì có kẹp vãi lòn, mình vừa vào nhà quả nhà nghỉ đấy mình biết biết mọi người biết có cái gì không, đi mẹ mà ngay đầu giường ấy, ngay bố ảnh ảnh bố đang trường luôn, sợ chưa. Hello anh Long khỏe không anh ơi. Ngày xưa đi vào nhà nghỉ ấy, vừa mới vào nhá, 180 điều hòa 2 chiều ấy, vừa mới vào quả đầu tiên thì cái gạch ngày xưa nó cứ gạch kiểu như kiểu gạch nhà bệnh viện ấy. Đi mẹ mày vừa mới vào phát nhá, thấy ngay quả ảnh đầu ảnh 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 treo ở đầu giường này, ngay bố đan trường luôn đấy. Ngày xưa mọi người đi nhà nghỉ ấy có biết cái ảnh đan trường không, mà con vợ ngồi ngồi như này xong nhe răng cười như này đấy, xong quả bổ 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 quả luống ấy. Ngày xưa ảnh đan trường ấy đi đéo đâu có ảnh con vợ đan trường luôn, và anh làm trường luôn, con vợ đan trường thì lúc nào cũng ngồi nhe răng cười như này. Kịp mẹ bên đã thấy bên 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 cạnh khung tranh nhá, lại còn có thêm mấy cái quả cỏ ấy, cái ghế cái gì nhỉ, cái đéo ấy, cái gì ở, ở ở cái gì gọi là cái treo mà hình màu xanh, hình 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 ngọn cỏ ấy, rác hết ở đầu giường này đấy. Xong có ngay con vợ đan trường đúng không, con vợ đan trường ngồi ngay cười này, vào kịp mẹ không, có cái bàn nhỏ nhỏ, có hai cái có chén nước ấy đấy. Xuồi ngày xưa nhá, bất kể đi nhà nghỉ đan đi đi nhà nghỉ đường giải phóng ấy, hay là mấy cái nhà nghỉ mà 180 ấy, lúc nào cũng có con vợ đan trường ngồi cười luôn hộ gái. Con vợ nào đi rồi mà thấy ảnh đan trường nói hộ gái lại bảo thằng Long chém gió,
tất cả những cái bạn mà từ 93 đổ xuống, 93, 92, 91, 90, 89, 88 xuống. Và anh đang nghĩ đến bảo còn ảnh đan trường không? Ok anh Long ơi, hôm nào anh em gặp nhau tí nhá. Chắc chắn luôn, những con vợ nào đi rồi mà bảo không ảnh đan trường là điêu. Đi, mẹ con vợ đan trường vừa vào phát rồi là con vợ ngồi đúng như này nghe răng cười luôn này. Đấy, sao chuyện của đan trường? Lại cái gì nữa, đúng đan trường không? Chuẩn con vợ đan trường luôn, con vợ ngồi đi đéo động thấy không? Con vợ đan trường thi thoảng mà đổi gió phát lại gặp ông anh làm trường luôn. Ông anh làm trường luôn, thế mới gì? Trời ông ơi, ngày xưa được phịch lần đầu thì đít mẹ ngày nào cũng nhảy cũng được ông ạ. Ngày xưa cái tuổi 20 tay mốt, thanh niên anh em nó khỏe lắm. Một ngày nữa phịch 2-3 cái đó là chuyện bình thường. Thế cho nó nhanh. Con vợ đan trường ngồi đấy mà xong có cái cỏ xanh xanh ấy. Xùi. Lật đệm lên hiểu không? Lật đệm lên. Ba cái bao cao su, chơi đi. Vào việc cái cháu ơi. Hộ gái. Sư ảnh đan trường, bây giờ vẫn đầy lơi của ảnh đan trường luôn. Ảnh đan trường. Đan trường đang xem luôn hơn. Con vợ nào cứ đi, con vợ nào cứ đi thời các ông anh 89, 88, 90, 93 đổ xuống nên bảo có ảnh đan trường không? Chắc chắn luôn, con vợ là vừa vào đéo con biết phòng đẹp có con vợ ngồi cười đã. Nhớn. Anh ơi kể chuyện về lần đầu anh mua quần áo hàng hiệu nhé. Ở cái đôi giày lần đầu tiên anh mua đôi là đôi con vớt. Vì sao anh mua một đôi lười là Sabato. Bây giờ anh không đi là anh vẫn để đấy làm kỷ niệm mà. Đợt đấy mua. Thôi đéo kể. Có ba con su là vào việc ngày. Ngày xưa chấm hết luôn em ạ. Đó là chấm hết luôn chứ đừng đùa. Khổ. Các con vợ cứ đi về hỏi những cái lứa mà tầm 9x sâu sâu như tôi cho em hỏi em có anh đan trường không? Chắc luôn. Ông anh ngày xưa phủ sóng rộng thật. Không ông anh đan trường lại ông anh đan làm trường. Đấy. Ngồi đây thôi. Bây giờ mà bảo ấy thì bây giờ phải dùng ma túy. Gặp mấy em đẹp đít mẹ mày lên dấp cho vài dấp. Á ra rồi từ từ. Bây giờ vẫn còn ăn trường mà. Bây giờ đầy lơi vẫn còn ăn trường mà. Bây giờ các bạn toàn đi khách sạn thôi chứ không đi nhà nghỉ đâu. Toàn đi khách sạn là 700 một hôm. Đẹp, toàn nhà đẹp luôn. Đang xem với bạn. Ờ nói thế nhá, nhưng mà các con vợ mà mua thuốc trị mụn thì inbox cho mình nhá. Không lại cứ vào hóng chuyện này. Phải ủng hộ nhau chứ. Bán hàng mới có tiền, mới có hứng để nói chuyện với mọi người chứ. Đây. Trị mụn, vừa bôi đấy, vừa bôi mặt này, mặt vừa bôi bỏng nhảy luôn. Thấy không, căng không? Đi mẹ mẹ căng phừng phừng luôn. Con vợ nào bị mụn thì inbox, tư vấn từ Hàn Z luôn. Ô, thì quên mất từ nãy đéo ai chia sẻ à? Nói chuyện thế mà đéo ai chia sẻ. Chán quá, đéo chia sẻ. Có phải chiều cháu quá lên chú hư đúng không? Nghe giọng của ông ấy hơi ghệ. Nghe giọng của ông ấy mình còn trai, mình hơi bị clo. Hơi sợ. Hóng thì vẫn phải chia sẻ chứ hóng. Chứ bây giờ không có chuyện gọi là trói em bằng cà vạt thì rốt em trên Đà Lạt đâu. Ngày xưa xong rồi phải ôm tí. Ôm rồi kể chuyện tí. Kể chuyện đấy. Hello bà Trinh nhá. Giảm cân inbox luôn đi. Tăng cân inbox luôn đi. Vào việc luôn đi. Chuyện đúng mà. À ra rồi. Nó là ra rồi luôn. Ra rồi. Mũ dân tộc ấy. Mịn anh, mặt anh Long mịn như mông em bé. Ừ thì anh ấy mà. Anh bôi thuốc mà. Anh lười bôi lắm. Nhưng mà phải bôi cho đẹp thôi. Em ơi bình thường mình chỉ kể một câu chuyện thôi em ạ. Chứ bây giờ em bảo anh kể chuyện vẫn lồn kiển sáng à. Khản hết giọng rồi này. Hello Đồng Xuân Đức nhá. Thôi hôm nay tôi kể chuyện đến đây thôi. Thật. Kể chuyện nó bao lâu rồi nhở? Xem bao lâu rồi.
đéo xem một giờ luôn. Nhưng mà thân với mọi người là khản giọng rồi, khản giọng rồi, kể chuyện nó khản giọng rồi, với cả hút thuốc nữa. Thế cho nên là thôi. Duy Khánh ơi, mai lên phòng anh dạy liều liều nhá, mai đi tập không? Thế nhá mọi người nhá, bây giờ đến giờ đi ngủ đây. Bây giờ tôi đi ngủ ấy, đi ra súc miệng và đánh răng rửa mặt rửa bọng. Kịp bọng. Ờ đi ngủ nhá. Thế nhá, chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Thi thoảng mình kể chuyện mình vui thôi chứ ngày nào cũng kể nó thành nhàm chán ấy. Nhưng mà kể chuyện mình phải căn bản ấy, khi mình kể một câu chuyện gì ấy, mình quan trọng nhất ấy là cái cảm xúc, cái cảm hứng ấy. Ví dụ hôm nay là mình làm được bao nhiêu tiền này, hoặc là hôm nay mình có những cái gì vui này, thì cái cảm xúc của mình nó dâng trào lên thì mình kể chuyện được nó vào việc với mọi người. Chứ bây giờ mà tâm trạng ví dụ đang buồn hay là đang cãi nhau hay là đang bực bội một cái gì đấy mà bảo tôi kể chuyện thì lúc đấy nó không kể được, nó không vào việc. Đấy, thế cho nên là hôm nào mà tôi vui như hôm nay này thì tôi kể chuyện thực sự cho mọi người nghe, nhưng mà phải nhớ lại chuyện thôi, tại vì bây giờ tôi mà ngồi mà tôi nhớ lại chuyện của tôi ấy, thì phải có một người bạn thân như kiểu thằng Toàn Vẩu ấy, nó ngồi nó nhắc lại cho thì nhớ ra được. Chứ tại vì tôi nhiều chuyện buồn hài lắm. Nhiều lắm. Thế nhá. Bye bye mọi người, chúc mừng.